Ok, hello các bạn. Hôm nay mình sẽ đắp bộ căn bản nha. Hello. Xíu được không anh ơi hả? Được chứ? Rồi được chưa? Được chưa? Rồi ok chưa? Thấy rõ chưa? Hello, hello anh chị em và các bạn. Hello Lâm Thanh Phạm, hello tên không? Dâm về được chưa các bạn? Camera có cần phải chỉnh gì nữa không? Hello Phan Phước, các bạn. Làm móng rộng được không anh? Làm móng rộng là sao? Làm móng round quá hả? Cái này khách của anh làm móng square em ơi. Khi nào mà có khách làm móng round thì anh mới livestream làm round được. You want square shape right? Anh đi, baby. Cục cưng. Baby, I love you. Baby. You want square? You want square baby? Ok. Anh khách đang nghe phone, không nghe mình nói quá. Khách tới là coi như phó mặc cho số phận cho mình luôn, muốn làm gì làm ha. Khách vô nói là em chỉ có 45 đồng thôi, anh muốn làm gì làm đi. Đã muốn làm gì cũng được á. Mà chỉ có 45 đồng thôi nha. Anh mà làm thêm là anh không có tiền cò đâu nha anh. Hello master đi. Are you very welcome, Isamari? I'm here to help people. Okay, I'm here to help people to control the powder when they do the full set. Okay. Nhìn cái móng này là biết số mấy rồi đúng không các bạn? Không phải dài dòng hoang tự ha, cầm lên là chụp là dán vô thôi. Phải nói nhiều ha, nói nhiều kém sang. Cái này nhìn là biết là móng số 3 rồi đúng không? Đo làm gì cho nó mệt. Cầm là bật. Cuối giờ rồi các bạn ơi, cuối giờ là phải bật nha các bạn. Cuối giờ mà không bật là về trễ lắm. Cho keo vô giữa đây ha. Móng này là móng số tầm khoảng số 8 á. Phải số 8 không? Thì phải số 8 không? Kiếm nó chứ còn gì nữa. Nè, bự vậy là phải số 4. Nghe không? Số 4 bỏ vô. Mà ngón này bự hơn ngón này số 4 là ngón này phải số 3. Để hiểu thôi mà. Ngón này số 3 mà ngón này nhỏ hơn ngón này có nghĩa là số 4. Số 4 hoặc số 5 mà cái ngón này á là nhỏ hơn ngón này. Mà ngón này số 4 thì ngón này là phải là số 5. Đó, mình suy luận ra.
này, món này số mấy, món này là cao lắm là số 2 là hết đất, số 2 là hết ngày số 0 rồi. Số 2 bên đây, ốc lộn các bạn, số 2 bên đây, thấy không, số 2 cầm gắn vô luôn. Ok, how long do you like, honey? Right here? No, shorter. Shorter? Yeah. Yeah? Like I want a little bit. About right here? Okay. Mình hù nó xíu các bạn. Mình hù khách mình chút xíu. Mà các bạn yếu yếu các bạn đừng có hù nha các bạn. Các bạn hù cái nó mà ừ một cái là các bạn chết luôn á. Các bạn yếu đôi đừng có hù với khách nha, hãy dẫn mặt với khách nha, khách nó đùi nó đi chết á, mình đô mình ok rồi mình về mình dám dẫn mặt cho nó, làm cho Mỹ Đen à, yếu đôi đừng có dẫn mặt nha các bạn, yếu nằm chiếu nha, mạnh thì mới nằm mới lạnh, ok, yếu mình nằm mới lạnh là trúng gió đó. Nhớ nha, làm neo yếu nằm chiếu, mạnh mới nằm mới lạnh nha. Ok vô đo nè các bạn. Hello Andy. Andy Trần, trời ơi đẹp trai mà đẹp trai quá vậy. Andy Trần sao đẹp trai quá vậy? Anh đến từ đâu vậy anh? Anh là ai mà đến từ đâu sao đẹp trai quá vậy anh Andy Trần? Hello các bạn, nhanh vậy anh. Hello Lee Sim, phải không? Phải không các bạn? Cắt chết. Nói chứ Andy Trần với lại Vinh Lê là ở gần mình đó các bạn ơi. Cặp đôi Tiên Đồng và Ngọc Nữ này ở gần mình đó các bạn. Không ở Ram Perry vậy. Còn Andy ở Plano hỏi chơi cho vui vậy thôi, chứ biết hết rồi. Ok. Ok, now we gonna apply là nước thúi. Nước thúi tiếng Anh là Primer. Ok, tiếng Việt gọi là nước thúi. Tại sao gọi nó là nước thúi? Tại vì nó rất là thúi. Ok, nếu mà nó thơm thì gọi nó là dầu thơm rồi. Cái tên nó lên tất cả đúng không các bạn? Ok, apply gì vừa, đừng có apply nhiều quá, phỏng tay khách đó nha. Thật, những cái nước này thúi thiệt chứ. Ok, so now we gonna do the full set. Ly quỳt này rất là chảy các bạn. Bây giờ Phong sẽ rút bớt ly quỳt ra. Ok. Phong sẽ châm ly quỳt nhạt vô nha các bạn. Móng này nó hơi bự thì Phong sẽ đắp là cây cọ size số 16 nha. Huyền thoại Hy Lạp size số 16. Cô cưng, đưa tay qua em đây. Trời, nói tiếng Việt Mỹ Đen cũng hiểu luôn chứ. Ghê thiệt. Nói cục cưng đưa tay em đây, đưa tay luôn. Mình làm cho Mỹ Đen biết mà mình nói tiếng gì không nha các bạn. Cục bồn này thiếu rồi. Xả cục bồn lên trên đây nha các bạn. Lên cục bồn xuống. Dốc tay xuống.
cái mình dầm của bồn không? Cái mình đều bồn này không? Hớt nó lên, hớt nó lên. Cái chuẩn bị chảy thì mình hớt nó lên. Thế mình đều bồn qua bên, từ phần bên trái qua bên phải nè. Đó, thấy không? Các bạn thấy nghệ thuật điều đào của mình thế nào? Đào đang từ bên trái đều qua bên phải luôn các bạn. Điều bột phải như điều đào nha. Móc một bột ra, chấn lấy xếp nè. Giúp Kiriko nè các bạn, giúp Kiriko nè. Xong rồi đó. Thấy rõ không? Thấy rõ à? Thấy rõ không các bạn? Khi nào mà nó bị lệch cái camera, nhớ kêu Phong Phong chỉnh camera lại nha. Thả cục bột lên trên kia đi còn không, ra xuống chút nè, đổ vô này không đó. Lấy chút xíu nước chùi vô giấy nè, bắt đầu mình dặm kia đi còn nè. See that, we gonna take care of kia đi còn area first. Rồi bắt đầu mình mới vuốt bên hai bên hông nè, thấy không? Trái phải vô giữa nha. Trái phải vô giữa. Cắt bột này, cắt cái bụp một cái, thao, đứt cục bột này. Bắt đầu clean cái kiriko này. Clean cái kiriko này, đó. Đó, xong. Anh đều gì mà ra tiền lại được rồi. Đúng rồi. Có đào thì đều đào, mà có bột thì đều bột nha. Điều gì ra tiền là ok. Đuổi bột sát cho cái khóe này thấy không? Các bạn thấy Phong dùng cái mũi cọ Phong dặm không? Thấy không? Mình vuốt bột nè, thấy không? Bên trái chút xíu nè, bên phải chút xíu nè, vô giữa nè. Trái nè, phải nè, vô giữa nè. Trái nè, vô giữa nè. Cắt bột nè, bột một cái, đứt cục bột ha. Rồi mình chấn, mình lấy xếp. Mình clean hai bên cái khóe. Dặm cho nó sát cái kiriko vô nha. Rồi xong. Nhìn anh đắp bột về dễ sợ. Thank Kiều Nguyễn Lộc em. Anh Phong cho em hỏi cây cọ của anh bán bao nhiêu một cây hả? Cọ của anh size số 16, 40 đồng một cây em. Phê lắm, cọ đắp bao phê luôn. Tại vì cái sợi lông đó, nó đủ cứng để cho Phong control cái cục bột, các bạn thấy không? Nếu mà sợi lông nó mềm quá, Phong không có dặm cục bột được. Ha? To the left hả? To the right hả? Cái bắt đầu to the left nè, to the right nè, đó. Vút bột xuống rồi cắt bột cái bột bên trái, móc cục bột ra. Nhớ móc cục bột ra, mình lấy cục bột ra cho nó sạch nha. Chứ cục bột là nguyên cục bột bự mà mình lấy có 80%, còn 20% còn lại mình ký gửi ở dưới đây. Cái gửi ở dưới móng là lát hồi mình bào ra mệt lắm á. Nhớ. Anh có số 14, 12 không anh? Có chứ em. Cọ Phong có từ size số hết bột này. Hết bột các bạn. Phong có size 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Thả cục bột ngay đây nè. Rê cục bột xuống ha. Đuổi cục bột vô trong khóe nó ra. Chùi cọ liền. Lấy chút xíu nước dặm vô trong khóe liền. Rồi bắt đầu điều bột nè các bạn. Bên trái nè, bên phải nè, vô giữa nè, bên trái nè, bên phải nè, vô giữa nè, phải nè, trái nè, vô giữa nè, đó vậy thôi. Nào thiếu chút xíu bột à, điều bột quá đó. Thấy nghệ thuật điều bột như điều đào thế nào quý vị? Tại vì cục bột nó dẻo quá, mình đưa nó đi đâu cũng được á, chứ mình nó khô rồi mình không có làm được. Chấn lấy xếp nè các bạn. Ok. Rồi, cưng. Chỗ này hơi thiếu xíu bột nha.
Nãy không thấy, giờ mới thấy. Rồi xong. Rồi bắt đầu chưa? Are you ready? Lấy cục bột ha. Thả cục bột nè. Thả cục bột lên trên cho nó tròn khỏe, rồi rê xuống chút này ha. Đuổi cục bột vô thấy chưa? Chùi cọ lấy chút xíu nước này ha. Dặn kia cò ra, dặn cho nó bè cục bột ra cho nó tròn đều cái kia cò của mình. Bắt đầu vuốt bột nè. Cô thợ mới này cổ vô, cổ mới vô mà cổ ho quá nha. Cô thợ mới này vô mà cổ hơi bị ho rồi đó. Sống phải hết sức khiêm nhường các bạn. Phong không có thích cái người nào mà giỏi, even có giỏi đi nữa mà không có cái sự khiêm nhường, Phong không có thích đâu. Chưa cần biết giỏi hay dở mà không có cái sự khiêm nhường là Phong không thích rồi đó. Sống ở đời mình phải hết sức khiêm nhường các bạn. Mình tự cao quá sẽ có ngày mình gặp nạn đó nha các bạn. Lúc đó không ai thèm giúp mình đâu. Bên trái nè, bên phải nè, giữa giữa nè. Clean hai bên cái khóe nha. Ok. Điều bột như điều đào. Vậy có điều Helen, điều cho Helen cục đô la là không hả? Của em á, của chị bao nhiêu? Của chị 41. Lấy tay đó em 40 đi. Ok. Vuốt bột các bạn, trái nè, phải nè. Thấy cục bột không? Không. Không chỉ cho các bạn cắt bột một cái mũi cọ nha các bạn. Nè, dùng cái mũi cọ nè. Bấu nó vô một cái là cục bột rớt xuống dưới thấy chưa? Tiếp tục nè, lấy cục bột nè, thả cục bột cho nó tròn khỏe không, rê xuống chút nè, đuổi cục bột vô nè, thấy chưa, chùi cọ lấy chút xíu nước này không, dặm cho nó tròn đều cái kia đi, còn bắt đầu điều bột xuống. Trong quá trình mình vuốt bột, nếu như mà mình cảm thấy cây cọ của mình thấy thiếu bột không, điều bột nè, đó, điều bột qua đây liền, thấy chưa. Trong khi quá trình mình vuốt bột á, mình cảm thấy mà cục bột của mình nó bắt đầu nó khô rồi nha các bạn, mình phải nhanh tay lên. Ok, để mình, tại vì nếu mà cục bột mà nó khô rồi là mình vuốt bột nó không có đi nữa, mình phải hiểu được cái chuyện đó nha. Còn nếu mà cục bột của mình trong quá trình mình vuốt bột á mà mình cảm thấy mà nó còn ướt á, mình phải làm chậm lại chút xíu nha. Lấy cục bột, thả cục bột lên cho nó tròn khỏe nữa không, đuổi cục bột vô nè. Dặm vô cho nó sát cái khỏe nè các bạn. Bắt đầu vuốt bột xuống nè. Cắt cục bột à, quật một cái nè, móc cục bột ra nè, ha, chấn lấy sếp à. Nhẹ nhàng như đưa nàng nhẹ nhàng như đưa nàng đi ngủ.
tay này lấy được có 45 đồng thôi các bạn, không có nhiều. Khách vô nói dạ em hết tiền rồi anh, em hết tiền rồi anh, làm gì làm á, anh mà dụ thêm 5 đồng là anh không có tiền cò luôn á. Khách quen các bạn ơi, không, không có nhiều tiền á, có nhiêu đó là nhiêu đó thôi. Ok, đây là cái đầu dũa nha, Phong chỉ cho các bạn dũa khi còn hay ra là show you how to do the e-file, ok. Rồi, cái máy hết pin rồi, bắt ta để cắm sạc dũa, dũa hết pin luôn mới ghê chứ. Lấy cái máy của Sophie á. Ừ. Về hả chị? Không đợi hả? Đợi đi về chứ. Đợi đăng lấy cái máy lâu quá đăng. Không biết sao mà. Đèn lắm nha, máy sửa chữa thì nó mất đèn. Vậy đó hả? Ok, vậy là ok. Con chỉ cho các bạn dũa. Dũa mình dũa cái máy là mình không có đèn không. Cái đầu dũa nha các bạn. Thấy rõ không? Đang coi cái máy của cho nó bị gì đang. Phải nó hết pin không? Nó hết pin không hay là nó muốn retire rồi. Cắm sạc nó mới chết. Đang cắm sạc á. Nó có cắm sạc rồi lên đầu nó hay bị chạy. Cái máy đó Phong xài cũng lâu lắm rồi đó. Phong xài cái máy nó cũng 6 năm mấy rồi mà nó chưa có bị hư các bạn. Biết kỳ này nó có dở chứng gì không á. I've been using that one 6 year already. Các bạn thấy rõ không? When you do the e-file, make sure you don't break too hard, ok? Thư hả? Thư hay hết pin? Hết pin hả? Hết pin để cắm sạc thôi. À, mà cắm qua đêm nó có bị chai pin không? Cắm qua đêm hả? Chai pin hả? Thôi vậy để mai cắm đi. Máy nó sắp đưa vô viện bảo tàng rồi đó Đăng. Sạc nó được có 200 lần hả? 300 lần hả? Mỗi cục pin nó có một sạc, bây giờ nó có cái sạc rồi. Vậy hả? Tròn phải sạc cái đó 900 lần mới dục. Một cái sạc đó là phải 1000, một cái pin của nó được 1000 mấy trăm, hai cụ là nó 1200, 1400. Vậy là tròn phải xài 2400 rồi tròn mới dục. Đâu bao nhiêu năm rồi? Mới có 6 năm thôi à.
năm này khi mà nó để xa tác dụng rồi. Ông sản xuất này làm sao? Ủa chứ máy nó bình thường là bao nhiêu năm thì hư? Còn nó trong vòng 3-4 năm là cái pin nó hư rồi. Cái pin của nó cũng hư. Nó bên sang đọc cái pin. Nhưng mà cứ giống như một cái hạt thoại. Một cái cổ CD hay cái USB. Nó không bao giờ đứng chỉ có một thời gian. Nó tin last forever đúng không? Chắc chắn không làm gì. Nó vặn đèn có bầu. Đó, những nút men. Cố gắng mình vũ, mình đừng có đè cái đầu vũ mà mình phải clean hai bên cái hông này nè. Cho nó sạch, cho khóe các bạn. Nhớ nha. 80% là mình vũa mà móng nó bị lip á, là do mình chạy khóe nó không có sạch. Hello Quy làm mai khỏe không em? Rồi, quay lại vấn đề nha. Các bạn thấy phong vũa máy không? You see when I do the eval, I try to get as close as possible to the critical. But I don't try to touch the real bit to the skin, okay? And whenever you do the e-file, make sure you don't press too hard with the e-file. That way you're gonna losing the powder at the critical area. And also you're gonna hurt the customer, okay? So make sure you don't press too hard. But also you have to make sure you go around the critical to clean all the powder go over the skin. Okay? Mình vũ mình á, mình cố gắng nha, mình không có được đè cái đầu vũ quá mạnh ha, mà mình phải đi cho sát vô cái khóe các bạn, chứ không thôi mà mình đi không có sát vô cái khóe nó không có sạch đó là nó sẽ bị lip, mà mình đi nhiều quá đi tới đi lui nó sẽ bị bất bột, nó lòi cái đường lằn ra ha, nó lòi cái khúc hở ra đó, cái sơn treo lên nó không có thích, cái khách họ không có thích nha. Cố gắng mình tập mình vũ máy làm sao mà cho nó smooth á, cho nó nhuần nhuyễn. Ok. Mà các bạn coi cái cách phong vũ mình nè không? Không đi từ trên xuống dưới, đi có thứ tự lớp lan. Ha. Đi từ trái qua phải, từ phải qua trái. Okay. Tiếp tục chương trình nữa ha. Thấy rõ không? Cái đầu vũ mình này vũ phê lắm các bạn. Tay em này gồng thiệt á. Ok, xong. Các bạn nào mà vũa mà cảm thấy không có sập cái critical á, này không chỉ cho các bạn một cái mẹo thôi nha. I'm gonna show you the trick, okay? Give me a hand to me. À, nếu mà các bạn mà cảm thấy mà vũa nó chưa sạch, dùng cái đầu vũa Diamond Clean nè. Cái đầu vũa này là đầu vũa Diamond Clean, okay? Dành cho bột đếp á. Nhưng mà nếu như mà các bạn nào mà vũa critical mà cảm thấy là chưa có sạch á, mà sợ cách chảy máu á, lấy cái đầu vũa này nè, chạy cái critical. Chạy giống như là mình đã mình make sure lại cái critical của mình smooth á, nice and clean á.
Mai chị mình sao? See you tomorrow. Làm bộ cuối giờ nhà ngủ các bạn ơi. Ok, xong. Rồi bây giờ Phong sẽ show cho các bạn làm sao để đũa một cái móng square thiệt là nhanh nha. Thiệt là nhanh, thiệt là thẳng. Đi hai bên hông cho nó thẳng ha. You want real square baby? Honey? No round right? Ok. Cái shape này là nhanh nhất này. Đũa hai bên cho nó thẳng. Ok. Và nhớ là mình không có được đè cái đầu đũa quá mạnh, cái tay đũa quá mạnh nha các bạn. Kê cái đũa vô này ha. Không được đè cái đầu đũa quá mạnh nha. Mình phải biết điểm dừng của cái cây đũa. Chứ không thôi nếu mà mình không biết điểm dừng, mình sẽ bị lẹn một hai bên hông. Thì cái shape của mình nó sẽ rất là xấu. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, nó sẽ làm cho cái móng của mình nó bị lip. Tại vì nó bị hở bột hai bên đây nè. Đó. Cố gắng mình đũa ít thôi. Nhưng mà mình phải đũa cho nó nhẹ nhàng nha. Đũa mạnh quá thứ nhất là mất bột, thứ hai là đau tay phát, thứ ba là lip móng. Ok. Các bạn coi cái thao tác Phong đũa rất là nhẹ nha. Coi vậy thôi chứ nhẹ lắm chứ Phong không có dùng cái lực nhiều. Đũa nhẹ thôi. Kê cái đũa vô nè. Đó, vậy thôi ha. You're gonna play the final like this. You're gonna go tray up. Ok. And you have to be found on the top of the nail. Alright. Quay ngược cái tay lại nè các bạn. Khi mà quay ngược cái tay lại thì mình sẽ chỉnh sửa được cái shape của mình. Ok, make sure that all tray. Thấy không? Thấy rõ không? Thấy không rõ phải kêu Phong mình nha. You guys see the camera clearly? Make sure the top of the nail has to be tray, okay? Really tray. Alright. Xem vũ bên trái hay bị méo vậy anh hả? Em vũ bên trái hay bị méo hả? Vũ bên trái bị méo có thể em đặt cái vũ nó bị lệch đó, nó bị sai. Hoặc là do cái khâu em đắp bột nó đã méo rồi. Đắp bột nhiều khi mình gắn móng nó méo nó cũng dẫn đến cái tình trạng móng bị méo nha. Đấy, mình phải gắn móng cho nó thẳng ha, rồi mình phải dũa shape của cái móng cho nó thẳng rồi mình đắp bột cho nó smooth rồi mình dũa nó mới thẳng được nha. Dũa cái đầu móng nè, để cái cây dũa 90 độ nha. Hello Hiếu Nguyễn, khỏe không? Khỏe không Hiếu? Vũ cái đầu móng nè. Cái thao tác mình phải nhịp nhàng nha. Thì khi mà mình tập đến một cái mức độ mà nhuần nhuyễn rồi đó, thì mình làm cái bộ nail mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, mình không có tốn sức nhiều. Ok. Để kéo ra nè, không kê cái dũa vô nè. Dũa cái đầu móng cho nó thẳng nè. Ok. And we're gonna go on the two side. Quay ngược tay lại nè. We're gonna turn the hand like this to fix the shape one again. Ok. To make sure the shape has to be very straight. Ok. Is that okay for you? Thank you, honey. Okay.
xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ buffer nha. When you buffer, okay, make sure I gonna show you how to do the buffer. Okay, you gonna go up to down. Okay, you don't want to go from the bottom to the Nè, mình làm mình cũng biết nói tiếng Anh sao nữa, thôi nói tiếng Việt để cho nó khỏe nha. Mình vuốt xuôi xuống nè các bạn, mình vuốt xuôi xuống nè, chứ mình đừng có bóp ngược lên trên nha. Bóp ngược lên trên nó tức móng là nó gãy móng liền á, khách rất là đau nha. Okay, you gonna do like this. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 1, 2, 3, okay? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, đó, đó, 1, 2, 3 nè, 1, 2, 3 nè, 1, 2, 3 nè, 1, 2, 3 nè, đó, để làm kiểu đó đó ha. Okay, can you wash your hand real quick? Thank you. Phong xài dưỡng mịch sai bao nhiêu vậy anh? Đây, cái dưỡng mịch của anh. Cái dưỡng mịch này cái giá của nó là 20 đồng. Mà xài bền lắm á các bạn. Xài cũng được là 3, 4, 5, 6, 7 tháng gì đó. Không nhớ, nhưng mà xài nhớ cũng lâu lắm mà chắc không đến 7 tháng đâu. Xài chắc cũng được 4, 5 tháng rồi đó. Xài ngon lắm, êm lắm các bạn. Cái đầu dũa nó lại dày thôi. Nó có mấy cái khía trên đầu nè, chính mấy cái khía này nó mới clean cái cuticle của mình cho nó sạch. Mấy cái khía này con nó sắc vậy thôi chứ nó không có sắc đâu đó. Mấy cái khía này nó không có sắc đâu. Nó có mấy cái khía trên đầu nè. Cái đầu dũa này dũa êm đầm lắm. Dũa nó là medium nha các bạn. Medium. Gonna apply the gel. I'm gonna show you how to do the gel to make the shape not losing. Okay. Không sẽ show cho các bạn sơn gel sao mà cho nó giữ được cái shape, cho nó đừng có bị mất cái shape quá nhiều nha. Nó cũng mất chút xíu nhưng mà nó không có mất quá nhiều. Anh Phong ơi, anh Phong ơi, sơn gel làm sao bền không bị chóc vậy anh? Mình phải sơn mỏng nha, mình phải sơn mỏng và nó phải đủ cái độ đèn, nó đèn nó phải đủ cho nó chín cái gel nó mới lát lon được. Bữa anh chỉ mua ở Việt Nam em mua rồi mà quên sai. Dũa anh có bán không vậy anh? Có chứ. Nini, em muốn inbox, muốn mua dũa đó inbox cho anh nha. Trong nước Mỹ là anh ship được hết á. Rồi không show cho các bạn một trick nữa. Ok, how to make the gel last long. Ok. Before you apply the gel, you have to clean it by the acetone, okay? Acetone, okay? Acetone, biết acetone không? Acetone á. E sợi C, rộng tôn á. Đánh bật chữ đó các bạn. Chữ nghĩa trả lại cho hết thầy cô rồi. Được chưa? Ready chưa? Okay, I need you be still a little bit, okay? Thank you, baby. Honey. Dạ, anh không có kêu không chơi baby được. Chỉ kêu baby thôi. Ăn honey thôi. Like it honey? I don't like it. You don't like it? Yeah. Oh. Because I love it. Sơn cho nó sát khỏe là các bạn. Sơn thiệt là mỏng manh thôi nha. Sơn dày quá nha, sơn dày quá nó dễ chóc lắm á. When you apply the gel powder, gel color, make sure you don't apply too thick. Why? Because if you apply too thick when you put in the machine sometimes it cannot dry the gel that you apply too thick. So make sure you apply as thin as possible. And when
when you apply to take, you gotta losing the size and two size. You losing the shape and two size. Okay, so make sure you gonna apply as thin as possible. Okay. Rồi. Nói chơi vài câu tiếng Anh cho vui vậy thôi các bạn. À, giờ nói tiếng Việt nha. Giờ sổ tiếng Việt nè quý vị. Các bạn nhớ khi mà mình sơn treo đó, cố gắng đừng có sơn nhiều. Nếu mà nó chưa lên màu thì sơn 2 lớp, 3 lớp. Chứ đừng có quất một lần cái lớp đầu tiên mà các bạn sơn nó quá dày đi. Thì đâm ra nó sẽ dẫn đến cái tình trạng thứ nhất là nó sẽ bị chóc đó. Tại sao nó bị chóc các bạn? Tại vì khi mà dày quá mình đút vô máy á, cái treo nó không có chín nổi các bạn. Nó còn ướt á, nó không có khô nổi thì nó sẽ bị chóc. Nhất cái thứ hai nữa là khi mình apply cái gel mà nó quá dày đó thì nó sẽ bị mất cái shape, tại vì nó sẽ bị tràn ra hai bên hông nè, nó sẽ làm cho cái shape của mình bị mất. Ok, thì make sure cái lớp đầu tiên á mình sẽ đút vô máy baby, make sure cái lần đầu tiên mình apply đó, mình apply cho nó mỏng manh thôi. Nó nếu mà nó chưa lên màu á các bạn thì mình sẽ apply thêm một lớp nữa, hoặc là thêm lớp nữa là ba lớp nha. Nhưng mà thường nếu mà treo mà nó lên đủ màu thì 2 lớp là được rồi. 3 lớp thì nhiều khi dày quá thì nó cũng bị mất xếp. Ok. Rồi, bây giờ Phong sẽ hướng dẫn các bạn lấy nước sơn nha. Thấy cái chai nước sơn không? Mình lần đầu mình lấy lên nhiều nhưng mình gạt đi trong cái thành nước sơn nè. Nhưng những lần sau mình chỉ lấy nước sơn rìa rìa thôi ha. Mình nhúng thì nó nhúng nhiều quá, tại vì nhúng vô sâu quá nó nước sơn nó nhiều quá, mình phải gạt bớt đi. Thì cái khoảng thời gian mà mình gạt bớt nước sơn đi nó mất thời gian, thì đâm ra mình khi mà mình nhúng cái cọ nước sơn vô thì nó nhúng vô sâu quá nha. Nhúng hơi ở trên thôi, lấy vừa đủ thôi các bạn. Ok, check it out, vui đi, thank you very much. Đá cái đầu móng rồi các bạn. Em thích cái giọng cười của anh ghê hả? Thank you em. Giọng cười anh rất là hồn nhiên, nhẹ nhàng và sâu lắng. Nhớ nha, mình cuốc hai bên nè, make sure hai bên nó không có dày, tại bị dày quá nó sẽ bị mất shape á. Ok, ngón cái là lấy nhiều lên chút. Đó, thấy Phong lấy chút xíu nước sơn nè, hay thấy chưa? Cái mình dặm ra trước để mình coi nó đủ không, mình lấy thêm. Đá đâu móng rồi các bạn. Đút tay vô máy baby. Dipper, go dipper. Yes. Thank you. Đủ nó sát cho trong cái khóe này. Đó. Cái màu này nó dễ sơn, nó không khó. Nhiều màu khó sơn lắm các bạn. Biết màu khó sơn nhất là màu gì không? Màu khó sơn nhất là những màu sữa đó. Những cái màu sữa, hoặc là những cái màu mà màu trắng á. Trắng mà trắng sữa khó sơn lắm các bạn biết sao không? Vuốt mà nó không đều á, vuốt nó không đều á là mình bị lốm đốm ở trên cái đầu, trên cái mặt móng á, nó bị đốm đen á đó. Thì những gặp những cái màu sữa đó đó các bạn, nó gọi là milky color. Mình phải sơn bằng cái đầu cọ thôi, và mình phải sơn một cái kiểu sơn gọi là sơn lướt, là cái cọ của mình không có chạm vô cái móng luôn các bạn, mình chỉ lướt cái mũi cọ trên cái mặt móng. Nhưng mà thường những cái màu đó hiếm lắm các bạn, bây giờ ít người xài màu đó lắm, trừ khi nào mà khuôn bị trắng á. Ồ, khuôn bị trắng gặp màu đó nhiều lắm nha. Quay đi switch. Trắng sơn những cái màu như là Most About You của OVI nè, màu Madame Mazel của SC nè, màu Sugar Daddy nè, màu Fiji nè. Đó, make
cái màu đó. Trời ơi, làm khuôn viên trắng phải học màu đó các bạn. Phải học tên của cái màu đó, để khi mà khách vô nói I want more about you là phải lại chụp đúng cái chai nước sơn đó mà sơn nha các bạn. I want cái màu sugar daddy á, baby, là phải lại chụp đúng cái màu đó sơn. Còn thôi kiếm nước sơn khùng luôn á, mà ai cũng busy, không ai hết mình kiếm nước sơn đâu. Ngày xưa Phong làm khuôn mỹ trắng không biết mà. Phong làm khuôn Beverly Hills, California đó. Lâu lắm rồi. Phải học màu mấy cái màu Linkin Park Up the Dark, như là Linkin Park Up the Noon á, Up the Midnight á, mấy màu nó nổi tiếng. Big Apple Red đồ này nọ. Quý vị không like bằng phone hay là mấy ảnh mà rõ vậy anh á hả? Anh live stream bằng cái iPhone của bắp của anh nè. Red hot. Ok ok baby. Chuyện nhỏ thôi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lấy đồ chơi để chơi luôn các bạn. Nó đòi cái gì màu đỏ thì anh hả? Nó đòi cái trái tim á em. Nó đòi cái trái tim ngục tù á. Anh yêu em đến ngàn thu á. Em biết nó đâu. Trái tim ngục tù anh yêu em đến ngàn thu. Kêu anh dán cho nó cái trái tim Valentine nè. Nó ngựa ghê. Nó ngựa ngay ngựa với anh đấy em. Nó phải nó khách phải ngựa vậy mình mới có tiền em ơi. Khách làm vậy là tốt cho mình, kiếm công ăn việc làm cho mình đó mà. Muốn tim có tim luôn, muốn gì cũng có, nhưng mà muốn rẻ là không có thôi nha. Nói 45 đồng là em bắt xạo. Em có nhiều hơn 45 đồng. Dám lừa anh cho nè. Dám lừa anh hả? Queen of Machine baby. Dám lừa anh à. Ok mình sẽ chùi chút xíu rồi mình dán cái tim lên nha. Này. Trái tim ngục tù anh yêu em đến ngàn thu. Rồi. Which one do you like honey? Móc đồ chơi ra chơi liền. Trời ơi. This one. Have a lip, have a hurt, have a lot. Hurt, what hurt, baby? This one, okay. Okay, Samoche, baby. So two fingers is gonna be $7, okay? Okay. Cái này không dụ nha, tự giác nha. Này không dụ ok. Này tự dân hiến ok. Ai nói dụ là không chịu đâu á. I think you put one small piece ok. Không dụ ok. Tự dân hiến ok. Ai nói cho anh dụ đi là không chịu đâu nha. 7 đồng quý vị. 7 đồng 140 ngàn.
đỡ vả. Mùa này 7 đồng cũng ok lắm nha các bạn. Rồi đút vô máy một cân của anh. Xem tin. Ok, xem. Cái này các bạn biết mua ở đâu không? Biết mua ở đâu quý vị? Mua nói sợ khách nó nghe thôi, nói là ai muốn biết mua ở đâu chỉ vào chỗ cho mua, ok gửi link cho, ok nói là khách nó biết các bạn, nói là khách nó biết, nó biết mình chém nó. Giao hàng cho Ngọc Sơn nha quý vị. Biết ngay thế nào cũng có người hỏi mua đâu vậy. Inbox cho anh đi, anh gửi link cho nha. Anh mua ở cái chỗ mà bắt đầu bằng cái chữ A đó em. Anh nói là khách nó biết, khách nó biết, nó lên nó coi giá, nó biết anh chém nó. Đâu có nói được. Anh chỉ là gợi ý cho em biết là anh mua ở cái chỗ mà bắt đầu từ bằng chữ A. Nói như đó là hiểu là gì. Amma on yon yon Amazon. Đưa đi. Nè. Cái này rẻ lắm các bạn ơi. Trời có mấy đồng bạc hả? Rẻ rẻ. Có clip luôn nè, thấy không? Clip có cái lưỡi luôn nè, có hút thuốc luôn nè, có hai cái răng luôn nè, quá trời luôn. Trời cái clip mà có ngậm hoa hồng mới ghê, trời cái clip mà ngậm kẹo luôn mới ghê chứ. Đủ thứ trên đời này. Put it one in baby. Clip trái tim thần tình yêu bắn chéo 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 nè. I love you và you love me à. Hai chúng ta lấp nhau nè, lum lá nè. Trái tim tan vỡ nữa nè các bạn. Quá trời luôn. Này, hầm bà lằng sáng cấu luôn. Ơ bà ớp lợp lớp sắc lớp nè. Switch. Ok, rồi xong rồi. Quan trọng là design chứ đâu tính nguyên liệu, nguyên phụ liệu đâu sư phụ. Đúng rồi, chẳng qua Phong ngồi Phong nói chuyện, Phong pha trò cho vui, các bạn nghe chơi cho nó vui vậy thôi. Cái khách của Phong này Phong làm mà đâu có được quyền cho giá đâu các bạn. Giờ anh chém em á, giờ sao dãy em sao, áo em xí em sao, what do you mean? Phong pha trò cho các bạn vui vậy thôi. Cuộc đời này đâu có gì vui đâu các bạn. Trời ơi, ở Mỹ sống áp lực lắm các bạn ơi. Sống áp lực lắm. Trời đừng có nghĩ là ở Mỹ sướng nha. Trời ơi, dễ bị khùng lắm các bạn ơi. Phải vui vẻ lên, relax. Cái này mua đâu hả? Mua ở Amazon luôn á em. Em lên em search. Nó gọi là nó gọi là oil pen. Oil là dầu á. Pen là cái biết á. Cái biết giàu á, oil pen 5 đồng 5 cây, rẻ lắm. Cái này refill được nha, xài xong á giật cái này ra, giặt cái này lại refill dầu vô, ấn vô xài tiếp. Sướng luôn á. Ok. Rồi, xong. Giao hàng cho Ngọc Sơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Anh chị em nào muốn order cái cọ size số 14, 16 gì đó inbox cho Phong. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thank you for watching. See you next video.